Việc lựa chọn sản phẩm dưỡng da phù hợp là rất quan trọng. Nếu bạn đang cân nhắc giữa kem Select san hô đỏ và Select trắng, hãy để shop giúp bạn trẻ đẹp của mình, giúp bạn tìm ra sản phẩm lý tưởng nhé. Trước tiên, kem Select san hô đỏ có thành phần chính là chiết xuất san hô đỏ, vitamin C và collagen. Những thành phần này không chỉ giúp làm sáng da mà còn giảm thâm nám và tăng cường độ đàn hồi cho da. Nhiều người dùng đã thấy hiệu quả chỉ sau vài tuần, nên nếu bạn muốn cải thiện làn da nhanh chóng, đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tuy giá thành của kem Select đỏ có cao hơn nhưng theo thông tin từ công ty sản xuất và đánh giá của nhiều khách hàng đã sử dụng sản phẩm này mang lại hiệu quả trắng da và hỗ trợ trị nám nhanh hơn so với kem silic trắng. Ngược lại, kem silic trắng lại tập trung vào việc dưỡng ẩm sâu và làm dịu da với niacinamide, hyaluronic acid và chất xuất thảo dược sản phẩm này rất lý tưởng cho da khô và da thường. Nó giúp da bạn luôn ẩm mượt, giảm kích ứng và viêm da. Nếu da bạn thường xuyên bị khô hay kích ứng, kem silic trắng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu dưỡng ẩm của bạn. Nhìn chung, bạn có thể sử dụng kem Select san hô đỏ vào ban ngày để làm sáng da và kem Select trắng vào ban đêm để dưỡng ẩm. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn có làn da khỏe mạnh và rạng rỡ hơn. Shop mình rất hiểu cảm giác khi bạn đã thử qua nhiều loại kem dưỡng da mà vẫn chưa thấy hài lòng. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm thực sự hiệu quả, kem Select san hô đỏ và Select trắng có thể là câu trả lời cho bạn. Kem Select san hô đỏ đặc biệt phù hợp cho những ai đã thử qua nhiều sản phẩm mà vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Với chất xuất san hô đỏ, vitamin C và collagen, kem này không chỉ giúp làm sáng da nhanh chóng mà còn giảm thâm nám và tăng cường độ đàn hồi cho da. Đối với những người muốn cải thiện làn da một cách toàn diện và nhanh chóng, kem Silex san hô đỏ là lựa chọn đáng cân nhắc. Đặc biệt, phụ nữ nhiều tuổi sẽ thấy sản phẩm này rất hiệu quả trong việc giảm nếp nhăn và làm săn chắc da. Còn với kem Silex trắng lại là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai cần một sản phẩm dưỡng ẩm sâu và làm dịu da. Sản phẩm cung cấp độ ẩm tối đa, giữ cho da luôn mềm mượt và mịn màng. Đặc biệt phù hợp cho da khô và nhạy cảm, kem Select trắng sẽ giúp da bạn luôn tươi trẻ và không bị kích ứng. Nếu bạn đã qua tuổi trung niên và đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng da hàng ngày, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.